Semesis vụng trộm sau lưng xoài non, còn xóa dấu vết cực hài. Ít khi livestream nhưng một khi đã lên sóng thì streamer Semesis đều dành nhiều thời gian cho việc thấu hài và giải trí với người hâm mộ. Như trong lần gặp gần nhất, nam streamer này khiến người xem cười ngất với loạt phản ứng sau khi xem video TikTok của một hot girl có vòng một ngoại cỡ. Theo đó, lúc xem video nhảy theo điệu nhạc của cô gái trên mạng xã hội TikTok, nam streamer giàu nhất Việt Nam chăm chú, không bỏ lỡ một giây một khung hình nào. Thế nhưng sau khi đoạn video kết thúc, anh chàng đã có vợ này nhanh chóng vơ vội lọ nước nhỏ mắt và liên tục dặn lòng, phải rửa mắt đi thôi không người khác sẽ biết. Và dù không nói ra, fan cũng thừa biết đối tượng mà nam streamer phòng ngừa là cô vợ 19 tuổi của mình. Thế nhưng không để cho Semesis thoát, người hâm mộ đã nhanh chóng ghi lại loạt khoảnh khắc đó và chia sẻ nhiều trên các diễn đàn. Chưa hết, fan còn cố tình cà khịa anh. À thì ra anh chọn ghế sofa, chị nhà đằng sau kìa. Chưa biết số phận hiện tại của nam streamer như thế nào, thế nhưng cô vợ hot girl nổi tiếng làng mẫu Sài Thành có lẽ sẽ có màn dằn mặt ông chồng của mình khiến các fan vô cùng mong chờ. Sau đám cưới thế kỷ khiến truyền thông lẫn cư dân mạng trầm trồ vào cuối năm 2020, cuộc sống vợ chồng giữa xoài non và Semesis vẫn luôn được cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. Trong lần ngồi lại cùng Mithy, xoài non đã công khai bóc phốt ba tật xấu của chồng mình mà nhiều người chưa biết, lạnh lùng, đôi khi cáu gắt và bừa bộn. Chẳng những vậy, cô nàng 2K2 xinh đẹp cách đây không lâu còn công khai thêm một thói quen khó chịu của Semesis, nhưng cô cũng cho biết mình đã dần thích nghi với điều này. Theo đó, xoài non cho biết chồng mình ngủ ngáy rất nhiều và khi mới cưới về ngủ chung cô từng không chịu nổi và phải ra sofa ngủ. Tuy nhiên, cô nàng cũng dần quen với điều này và giờ đây những tiếng ngáy đã không còn là điều khó chịu nữa. Tuy nhiên, những thói xấu của Semesis và xoài non đều được đôi vợ chồng thoải mái chia sẻ, sửa đổi và dần làm quen, chứ không hề xảy ra những tranh cãi, mâu thuẫn lên cao hơn mức cần thiết. Đây có lẽ là điều khiến đôi vợ chồng trẻ càng ghi thêm điểm trong mắt người hâm mộ. Semesis được biết đến với danh xưng streamer giàu nhất Việt Nam, thiếu gia làng YouTuber, bởi không chỉ là một streamer, anh còn là một doanh nhân có tiếng ở Sài Thành. Semesis đang tiếp quản chuỗi cửa hàng mô tô và salon ô tô của gia đình. Trong khi đó, xoài non được biết đến là hot girl trên mạng xã hội với phong cách thời trang sành điệu và nóng bỏng. Bên cạnh công việc influencer, cô còn tham gia diễn xuất trong các phim sitcom, MV ca nhạc. Cô gái sinh năm 2002 để lại dấu ấn trong lòng khán giả với gương mặt loay tây cùng thân hình gợi cảm. Được biết, Semesis và xoài non gặp nhau lần đầu tiên tại một sự kiện vào năm 2018. Mặc dù ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp của xoài non, nhưng anh cũng chưa có động thái gì đặc biệt cho đến khi nhận được lời mời kết bạn của xoài non sau sự kiện. Từ đó, nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của cả hai bắt đầu diễn ra. Đỉnh điểm là khi Semesis biết tuổi thật của nàng hot girl, anh gần như bị sốc toàn tập. Semesis hài hước kể, em nhìn vợ em kiểu trưởng thành thì cứ nghĩ cũng đủ tuổi rồi. Hôm đấy em hỏi vợ bao nhiêu tuổi thì cô nói 16, em bị đơ không biết nói gì luôn. Phải hỏi xin được xem chứng minh nhân dân vì không thể ngờ. Em nghĩ kèo này nó hơi chua rồi. Dù vậy, nam streamer nổi tiếng đã chinh phục được bà xã và vội rước nàng về dinh ngay khi cô vừa tròn 18 tuổi, bằng một đám cưới bạc tỷ siêu linh đình vào cuối năm 2020. Đám cưới hạnh phúc đó là kết quả của chuyện tình yêu rất đẹp của cặp đôi. Xoài non cho hay, thời điểm đó có rất nhiều người đến tìm hiểu em nhưng họ cũng đi. Còn anh này, những lúc em cần sẽ luôn có ở bên. Trên mạng người ta hay nói chồng em lăng nhăng này nọ, nên lúc mới gặp thì em cũng hơi sợ. Sau một thời gian tìm hiểu, em thấy chồng mình không như những gì người ta nói. Em mới mở lòng hơn và cho anh cơ hội. Lúc này mới thấy chồng mình được ngon. Điều khiến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khá bất ngờ là dù xoài non còn trẻ nhưng cách cô suy nghĩ là rất chín chắn. Khi được hỏi những áp lực từ cộng đồng mạng vào chuyện tình cảm của cả hai ở thời điểm mới công khai, xoài non cho biết cặp đôi cũng không ảnh hưởng nhiều. Người đẹp đã hoạt động trên mạng xã hội một thời gian nên biết cách vượt qua những phản ứng trái chiều của cư dân mạng. Đến hiện tại, xoài non chắc chắn cuộc sống hôn nhân của cô thực sự rất viên mãn. Trong chương trình Vợ chồng son, cặp đôi không ngại ngần kể loạt tật xấu của bạn đời. Ngoài những tật xấu của Semesis khiến xoài non nhiều fan đau đầu như hay cọc mỗi khi đói, sống hơi bừa bộn thì anh trong mắt bà xã luôn là một người chồng tuyệt vời. Bên cạnh đó, xoài non còn ngồi thụp xuống sân khấu để tái hiện màn ăn vạ siêu đáng yêu của Semesis khi ở nhà, khiến hai MC được trận cười nghiêng ngả. Nói về kế hoạch sắp tới, Semesis và xoài non chia sẻ cả hai đã sẵn sàng có em bé. Điều này khiến hai MC không khỏi bất ngờ, vui vẻ gửi lời chúc phúc đến hai vợ chồng sớm được đón con đầu lòng như mong muốn.